Hello mọi người, welcome back to my channel, lại là mình Boomin đây. Và trong video lần này thì mình sẽ share cho mọi người về chế độ ăn dạo gần đây của mình trong hơn một tháng qua để có thể giảm cân và duy trì cân nặng ở mức độ mong muốn. Mình không tập thể dục nhưng đôi khi sẽ đi bộ thôi nên với bác nào có tập thì chế độ này cũng vẫn phù hợp nha, vì ăn không bị đói đâu. Quay trở lại thời điểm mình nặng gần 53 cân là lúc mình ăn uống rất thoải mái, không nghĩ nhiều, nhưng do tính chất công việc nên mình cần để cơ thể mảnh mai hơn. Vì vậy thì mình quyết định thay đổi chế độ ăn uống. Trước tiên theo mình thấy đó là sự thèm ăn. Để có thể giảm cân thì mọi người cần giảm được ham muốn ăn của mình. Mình nên học thói quen mua những loại snack healthy như là dưa chuột, ớt chuông hay một số loại hoa quả, hạt và phô mai để sẵn ở nhà để khi đói mọi người có thể ăn. Ra đường thì mọi người có thể mang theo kẹo hoặc vài viên sô-cô-la. Và ở chế độ này thì mình không ăn đồ ăn quá mặn, quá ngọt. Và khi đi cà phê thì mình sẽ chọn uống những đồ uống không có đường hoặc là giảm bớt đường đi. Việc giảm đường và giảm gia vị khi ăn sẽ giúp mặt mình được thon gọn hơn. Cái này thì cần nhiều thời gian và còn giúp bụng của mình được nhỏ hơn nữa nha. Giờ thì mình sẽ share cho mọi người một vài cái thực đơn của mình và mình ăn gì trong một ngày. Nếu không có quá nhiều sự kiện hoặc công việc thì mình sẽ ưu tiên tự nấu ăn ở nhà để quản lý việc ăn uống dễ hơn. Một tuần thì mọi người có thể ăn ngoài nhưng mà không nên ăn quá 3 buổi nha. Xúc xích này siêu ngon luôn mọi người ạ. Để có thể giảm cân được thì sẽ do lượng calo in và calo out quyết định. Nhưng mà tính calo mỗi bữa ăn sẽ rất rắc rối nên mình sẽ thường chọn ăn nhiều rau củ quả này, canh rau này. Sau đó thì cái lượng thịt và lượng tinh bột của mình sẽ ở mức vừa phải hơn. Có hình cái mặt luôn. Nhưng mà kiểu nó không có tinh bột ấy nên là nó sẽ không bị kiểu quá nặng bụng đâu. Chim mày. Sau đợt này là đợt Tết thì mình không quay được vì bị Covid nên mình không có ăn theo chế độ. Ăn đồ ăn Tết nữa nên là không quay thêm. Qua Tết lại thì mình sẽ bắt đầu lại chế độ nha. Trộm vía là sau Tết thì cân nặng cũng không tăng và không giảm luôn. Hôm nay mình sẽ ăn canh rong biển với thịt băm này, mì số 3 với trứng này, cá ngừ đóng hộp. Thank you.
bữa tối nay. Không ăn hết được mọi người ạ, no quá. Hello mọi người, và mình đang suy nghĩ xem là mình sẽ ăn cái gì. Tối nay mình đi ăn gà rán. Kiểu thèm gà rán dã man ấy. Thường thì một tuần mình sẽ kiểu ăn uống rất là kiểu thoải mái 2 ngày, hoặc là khỏi 2 ngày mà kiểu gọi là 2-3, tầm 3 bữa gì đấy. Là kiểu mình sẽ ăn cái gì mình thích này, như kiểu là đi chơi với bạn bè hay là ở nhà thèm gà rán ấy, thì đấy mình sẽ đặt. Và buổi hôm nay sẽ là buổi đầu tiên. Tối nay mình sẽ ăn gà rán đi. Mình đang định đặt 2 miếng gà sốt cua và khoai tây chiên. Ôi thế thèm gà rán dã man luôn ý. Đang suy nghĩ xem là có nên ăn thêm burger không. Đó, bây giờ mình sẽ ăn đồ ăn đã, xong rồi sẽ cho mọi người xem là tối nay mình sẽ ăn gì nha. Mình sẽ có khoai tây chiên, ít cục bắp cà trộn và 2 miếng gà rán, sốt cua. Nào cho anh ơi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi sáng bằng uống một chút nước. Mình đang suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn gì, bởi vì mình không đói lắm. Thế nên là bọn mình sẽ ăn một cái gì đấy nhẹ bụng thôi. Nhưng mà mình đang thèm một chiếc cà phê nên chắc là sẽ đi một cà phê trước nha mọi người.
ta sẽ đến với bữa ăn đầu tiên. Hôm nay mình sẽ ăn trưa ít một chút xíu bởi vì tối mình sẽ ăn rất là nhiều. Và cuối tuần này thì gần như là ngày nào mình cũng sẽ đi ăn nhiều buổi tối luôn đấy. Vì có thứ sinh nhật nên là buổi trưa mình sẽ ăn ít một chút xíu. Đó là một cái tips của mình. Khi kiểu, bởi vì kiểu nếu mà mọi người tối mọi người ăn nhiều thoải mái mà trưa cũng ăn nhiều rồi thì rất là khó chịu, kiểu bụng dạ lại không được tốt. Đây, bữa trưa ngày hôm nay thì chỉ có một chiếc bánh mì que và một ly cà phê thôi. Đáng quá. Ngon phết nha. Combo này chỉ hết có 47.000. Đây chắc phải là lần kiểu thứ hai mình uống Highland chưa đến 10 lần luôn đấy mọi người. Nhưng mà mới mở dưới nhà nên là chắc là sẽ ra uống nhiều. Thì đó, tuần sau mình sẽ làm tiếp tục một vlog ăn uống như này tiếp, nhưng mà nó sẽ khác hơn một chút xíu. Mình sẽ nấu ăn nhiều hơn vì trùng hợp ấy. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ đi làm việc đây, và tối nay đi ăn thì tôi sẽ quay lại cho mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn nhẹ nhàng, cho một canh nhá. Ăn mấy quả, hai quả nhá. Mình có cà chua áp chảo ăn với phô mai này. Mình sẽ ăn khoai lang với cả cá ngừ, dưa chuột và ớt chuông hoa quả. Mai ăn không? Hôm nay các ăn được không? Ăn không? Ngon hơn lúc mà nó hơi cứng cứng. Mọi người sẽ cắt cho. Mình đi ăn sinh nhật bữa đây thôi mọi người. Alo mẹ. Ăn đi. Có gì ạ? Tính tiền. Mình vừa đi chụp cho mọi người ạ. Thầy đi gửi cái này đã mẹ. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn tại cái chỗ này luôn.
là cái Linh Si Park City gì à?